Chào mừng các bạn đã trở lại kênh của Nu Skin 88. New tờ Essential Bio Adaptive Skincare Day The Zim Protective Lotion. Kem chống nắng chính là lớp bảo vệ vô hình giúp da của chúng ta cách biệt với những tia bức xạ của mặt trời. Và đương nhiên có những loại kem chống nắng có thể giúp ta làm bật tôn da lên một chút mà nhìn rất là tự nhiên, không cần sử dụng quá nhiều lớp phấn nền hay phấn phủ mà vẫn đem lại một làn da tươi tắn rạng rỡ. Tuy nhiên do hiện nay trên thị trường có quá nhiều sản phẩm về kem chống nắng được bán tràn lan, cho nên khiến người dùng rất phân vân trong khoản đưa ra một lựa chọn. Chính vì vậy hôm nay Nu Skin 88 sẽ giới thiệu cho các bạn kem chống nắng Day The Zim Lotion. Với kết cấu mềm mượt và chỉ số SPF 35, sản phẩm chính là lựa chọn tuyệt vời cho làn da của bạn. Thành phần Bio Adaptive Botan giúp làn da của bạn dễ dàng thích nghi với môi trường thay đổi. Chỉ số SPF cao bảo vệ và ngăn ngừa tác hại của ánh sáng xanh, tia hồng ngoại. Điểm cộng ở sản phẩm này là cung cấp dưỡng ẩm hiệu quả mà không làm tắc nghẽn lỗ chân lông, không gây mụn. Chiết xuất từ rễ gừng, một chất chống oxy hóa giúp làn da trông tràn đầy sức sống suốt cả ngày. Thoa kem chống nắng Day The Zim Lotion mỗi buổi sáng để dưỡng ẩm nhẹ, cung cấp khả năng chống nắng và mang lại vẻ ngoài rạng rỡ và làm đều màu da. Về cách sử dụng kem chống nắng Day The Zim Lotion, vào mỗi buổi sáng, bạn cần làm sạch da với sữa rửa mặt, sử dụng sản phẩm dưỡng, rồi sau đó lấy một lượng kem chống nắng Day The Zim vừa đủ để thoa lên da mặt. Bạn nên chấm ở các điểm cằm, trán, hai bên má và dùng tay massage nhẹ nhàng theo chiều xoắn ốc để chất kem thấm đều vào làn da. Dùng đều đặn vào hàng ngày và cần sử dụng trước khoảng 30 phút trước khi đi ra ngoài và buổi tối sau khi đi làm, đi học về thì tẩy trang thật kỹ nhé. Bạn có thể sử dụng kèm với các sản phẩm sau đây để đem lại hiệu quả hơn: gel tẩy trang New Tờ Essential To Be Clear, nước hoa hồng tẩy tế bào chết New Tờ Essential Via You Glow, kem chống nắng New Tờ Essential Cell Check, mặt nạ New Tờ Essential Cell Check, kem dưỡng ẩm New Tờ Essential Thoát Phích Hydrating dạng gel. Rất nhiều bạn đặt ra câu hỏi đối với sản phẩm của Nu Skin 88. Sau đây Nu Skin sẽ giải đáp hết thắc mắc cho các nàng để yên tâm dùng sản phẩm. Hỗn hợp Bio Adaptive Botanicals là gì? Hỗn hợp Bio Adaptive Botanicals có nghĩa là thực vật sinh học. Thực vật sinh học là thực vật phát triển mạnh ở vùng khí hậu khắc nghiệt nhờ đặc tính thích nghi của chúng. Những đặc tính đặc biệt này làm tăng khả năng phục hồi của thực vật và giúp làn da của bạn phục hồi sau tất cả các tổn thương gây ra bởi môi trường, các yếu tố bên ngoài và bên trong. Các bạn đang băn khoăn liệu kem chống nắng Day The Zim có bảo vệ làn da của bạn tốt hay không? Bạn không cần lo lắng về điều này nhé. Bởi vì Day The Zim Lotion chứa màng lọc chống tia UV để bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Bên cạnh đó sản phẩm chứa hợp chất Bio Adaptive Botan và chiết xuất từ rễ gừng để giúp bảo vệ làn da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. Một sản phẩm lý tưởng cho các nàng đi chơi trong ngày hè nóng bức. Ngoài ra các nàng cũng rất lo ngại không biết rằng mình sử dụng kem chống nắng kết hợp với kem dưỡng ẩm có để lại hậu quả gì không. Day The Zim Lotion được bào chế dưới dạng kết hợp kem chống nắng và kem dưỡng ẩm. Để bổ sung hydrat hóa, bạn có thể thêm một loại kem dưỡng ẩm khác như Thoát Phích vào bước dưỡng da buổi sáng của bạn. Đăng ký kênh Nu Skin 88 để nhận được thông báo cho video mới nhất nhé.